Bạch sư cho con hỏi, ngài Ca Diếp đã chứng thánh A-La-Hán đệ nhất Đầu Đà. Cho con hỏi tại sao lúc ngài A-Nan chưa chứng A-La-Hán, sau khi Phật nhập Niết Bàn thì ngài Ca Diếp lại không cho sư đệ mình tham gia kết tập. Đầu tiên 500 vị ngài A-Nan đã được Phật chứng là đệ nhất Đa Văn. Bởi vì để đảm bảo cho hội chúng được trong sạch, cho nên là lần kết tập kinh tạng phải bao gồm các vị thánh A-La-Hán. Tại các thánh A-La-Hán thì không còn vấn đề nữa. Hơn nữa đây cũng là cái duyên để cho ngài Ananda đó hoàn thành bổn phận của mình. Do đó là ngài Ananda, ngài đã chứng A-La-Hán ngay trước khi kỳ kết tập kinh tạng lần đầu tiên xảy ra.